mọi người, vậy là bản update 72.2 đã chính thức đổ bộ lên Toilet Tower Defense của chúng ta rồi. Hôm nay hãy cùng mình khám phá xem là trong bản cập nhật này sẽ có những cái gì thú vị nha. Nhưng mà trước tiên thì đây chính là các bạn may mắn đã trúng được cái con top 6 của mình. Chúc mừng các bạn nha. Ở video hôm nay thì cũng sẽ có một cái mini game và nó là cực kỳ xịn sò, bởi vì trong cái mini game hôm nay các bạn sẽ có cơ hội nhận được cái con unit mới nhất, đó chính là Astro Titan Cameraman từ mình. Vậy nên để tham gia được mini game thì các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên ở trên kênh của mình, cũng như tặng cho mình một nút like nha. Và cách để nhận được cái con unit mới nhất xịn sò này của mình như thế nào thì bắt đầu đi vào video và khám phá cùng mình thôi. Cái mới thứ nhất thì còn ai vào đây nữa, đó chính là Astro Upgrade Titan Cameraman. Vâng, ở tay của Titan Cameraman thì đã được gắn cái Astro mà lấy trộm được của cái con Skibidi Toilet hay cho cái búa, và đây chính là ngoại hình của anh ấy này. Vẫn là Cameraman của chúng ta nhưng mà với một cái thân hình mới. Thứ hai là theo như thông tin mà mình thu thập được thì bọn mình sẽ có hai cái con Toilet mới, và hai con này nó cũng khá là đáng gờm đấy nha. Thứ nhất đó chính là cái con Toilet mũ bảo hiểm Boss Toilet 4.0. Con này thì nó có một cái tấm khiêng, và cái tấm khiêng này là tấm khiêng 3 chiều giúp nó chặn mọi sát thương trong vòng là 5 giây đấy cả nhà. 5 giây mà đi leo Elite cũng là cả một cái gì đấy khá là kiểu căng đấy nhỉ. Và thứ hai mình sẽ có đó là cái con này mới giữ nè, chính là cái con Secutor Astro Toilet. Nhưng mà con này thì ở Way 140 chế độ Elite thì bọn mình mới gặp. Con này thì nó rất là mạnh luôn nha. Theo như admin mô tả ấy, thì nó sẽ có một trường lực 3 chiều kích hoạt sau 20 giây và nó sẽ chặn mọi sát thương trong 10 giây. Nhưng mà nó Way 140 lận nên là mình nghĩ là ai chứ như mình là chắc không bao giờ gặp nó rồi. Mình sợ là mình sẽ không leo nổi 140 mà gặp nó đâu. Bạn nào mà có cơ hội gặp nó thì nhớ là tiết lộ tụi mình xem nó ghê gớm cỡ nào nha. Hồi sáng nay ở trong cái video like của admin thì mình có dự đoán là cái con này nó summon bằng coin, nhưng mà sự thật thì không phải như thế, mà là nó mua bằng Robux mọi người ạ. Giá là 499 Robux thôi, tính là 500 Robux cho nó tròn đi, lại còn 499 chi. Mình sẽ mua luôn, sau đó là mang vào và tích cho cả nhà xem cái sức mạnh của con này liệu nó có đáng giá là 500 Robux không nha cả nhà. Ok, let's go. Bây giờ tụi mình sẽ đi check cái con unit này nha. Toilet City đi. Naimi, auto skip. Đầu tiên thì mình cứ là farm tiền cái đã mọi người ạ. Sau đó là một chút xíu nữa mình có nhiều tiền rồi thì mình sẽ review nha. Cho nó đỡ bị kiểu vừa đang review thì lại phải đi farm tiền thì mệt lắm. Đúng đúng. Hai nhân vật sẽ giúp mình là đếp lính đầu game này, với lại là đếp lính để cho mình farm tiền Santa lên level max. Đó chính là ai nữa? Green Laser và Logic Cover. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt cái con Astro Upgrade Titan Cameraman đầu tiên. Mình sẽ đặt nó ở ngay đây nha. Đây chính là ngoại hình của anh ấy mọi người ạ. Đúng là Titan Cameraman này, rất là giống mấy cái con Upgrade Titan Cameraman luôn. Nhưng mà có một cái khác, đó chính là cái tay Astro thì hiệu ứng là khi ở level 1 nó sẽ bắn ra một cái cục laser. À đây nó có hai vòng này, để mình xem hai vòng này thì nó sẽ có cái tác dụng gì nhá. Cái cục laser thì sẽ là cái vòng ngoài mọi người ạ. Còn cái vòng tròn nhỏ này chính là cái tia laser. Ổn không đây, đông thế. Mình tạm thời tắt auto skip để mình review nha. Ui, anh ấy bị buồn ngủ rồi, anh ấy ngủ rồi. Vậy là con này không có chống stun cả nhà. Ở level 1 thì đam là 750, ray 30, cooldown là 0.25 và chưa có hiệu ứng làm chậm. Mình sẽ có hiệu ứng đánh lan này, làm 10. Nghĩa là khi mà đánh thì nó sẽ có một cái làn khói ấy. Thì cái con ở đằng sau, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nè. Khi mà bắn cái cục vàng ấy thì nó sẽ tạo ra một cái vụ nổ, và cái con ở đằng sau nó sẽ bị dính đam luôn nè. Ui ngon nha, nó có hiệu ứng đánh lan nữa chứ. Lên level 2 thì mình sẽ có cái gì đây? Ray là 40, ray rất là to ấy. Cooldown 0.2 vẫn chưa có hiệu ứng làm chậm. Trời ơi, sao mà bị stun hoài thế này? Ngủ biết à. Và mình sẽ có là Radius, bây giờ tăng lên là 12. Ngoại hình thì đằng sau đã có thêm một cái ba lô để bay này. Tiếp tục lên level 3.
Ray là 45, cooldown 0.2, vẫn chưa có hiệu ứng làm chậm luôn. Radius bây giờ là 14 và dam là 2500. Cái dam của Astro Upgrade Titan Cameraman mình thấy nó rất là ngon mọi người ạ. Và điều đặc biệt là bây giờ không chỉ có cái lõi nó bắn không, mà còn ở trên đầu của Titan Cameraman cũng bắn. Cái tay thì vẫn thế. Mình sẽ up tiếp nè. Dam bây giờ lên level 4 là 5300, Ray là 50, cooldown là 0.2, vẫn chưa có hiệu ứng làm chậm. Radius bây giờ đã là 15 rồi. Và cái ngoại hình thì thêm hai cái camera nhỏ ở đằng trước cái đầu này. Ui, nhìn anh này đúng là ngầu luôn ấy. Tiếp tục lên level 4. Lên level 4, vẫn chưa có hiệu ứng làm chậm. Ray là 55, cooldown là 0.2. Radius bây giờ là 10 và dam là 7800. Dạ em mê rồi đấy. DPS của nó có thể đạt tới tận là 57.000 cơ mà. Oh my god. Nhưng mình quên mình chưa thêm design TV Min nhỉ. Nhưng mà từ từ đi, mình sẽ nâng lên level max. Level max dam là 11.400 dam, Ray là 65, cooldown là 0.2. Toilet switch 60%. Oh my god. Vậy là cái khả năng làm chậm của Astro Upgrade Titan Cameraman tương đương với lại Green Laser luôn đó kìa. Ảo thật đấy. Và cái Radius bây giờ là 20, có nghĩa là khi ấy mà Cameraman bắn ra cái cục bên này, mọi người có thấy nó nổ không? Thì nó nổ mấy cái thằng mà đằng sau ấy, nó dính vào cái khói đen thì nó sẽ bị đam lên. Nhưng mà có vẻ nó hơi bé nhở. Ủa mà nó có 3 vòng luôn. Cái vòng ngoài này sẽ là bắn cái cục laser này, còn cái vòng này với cái vòng này là gì ta? Mình nghĩ cái vòng to này là bắn cái laser ở trên đầu, còn cái vòng nhỏ là bắn cái laser ở ngay cái chỗ vị trí này. Uầy, xịn thế nhờ. 500 Robux, ngoại hình thì siêu ngầu nha. Mình nghĩ bây giờ Green Laser của mình chắc không cần thiết rồi, nên mình sẽ bán luôn. Bởi vì cái khả năng làm chậm của Astro Upgrade Titan Cameraman nó rất là tốt rồi. Mình sẽ thêm design TV Min nha. Hình như là cái tay của Astro ấy, nó làm cho design không đặt được cái sao ấy. À bây giờ mình sẽ xem cái khoảng cách nha. Mình sẽ xem là khoảng cách của Astro thì có chiếm diện tích lắm không. Không chiếm lắm mọi người ạ. Nó có thể để gần nhau này. Nó không chiếm diện tích mấy đâu nha. Chắc nó cũng để giống như là Cinema Min hay là Hyper ấy. Đây, để rất là gần nhau luôn. Up max. Mình sẽ up design TV Min của mình level max luôn. Được design TV Min bốc sức mạnh thì nó sẽ là đam tận là 14.250. Và DPS lúc này 57.000, nhưng mà được design TV Min bốc thêm sức mạnh thì nó sẽ phải nằm ở khoảng là gần 70.000 đam. Kinh thật, mình nghĩ đến khúc này thì mình cũng không cần phải có Levia Châu nữa rồi, bán luôn. Quá là xịn rồi mọi người ạ. Tới cái lúc này thì mình cũng auto skip luôn. Và mình thấy admin có vẻ là hơi yêu ái Titan Cameraman nhỉ. Bởi vì Titan Cameraman vừa mới update là admin cũng update luôn. Nếu mình đặt một Levia Châu ở đây thì mình sẽ book được cái Ray cho mấy anh này. Và hồi nãy thì mình quên mất, khi mà ở level 5 ấy thì cái tay ấy nó sẽ bắn ra cái tia laser màu vàng, có nghĩa là bắn 3 tia laser. Còn khi về level max ấy thì cái tay nó lại trở lại vị trí như lúc ban đầu, là nó chỉ có bắn cái cục thôi. Đấy nha, bây giờ mình nâng lên một level. Đấy, khi nó level max thì nó sẽ không bắn tia laser màu vàng nữa. Hồi nãy mình quên, mình không xem cái đấy nhỉ. Bây giờ mình sẽ để con này ở đây. Đây, mình sẽ để thêm một anh ở đây để cho mọi người xem. Level 1 là bắn cục. Level 2 là bắt đầu bắn 2 tia laser. Level 3 vẫn chưa có bắn tia laser vàng. Nhưng tới level 4 thì sẽ có 3 tia laser. Một là ở trên đầu, 2 là ở cái lõi, và 3 là ở cái tay Astro. Cuối cùng khi lên level max thì sẽ mất đi cái laser ở cái tay. Nó sẽ là bắn một cái cục gì đấy mà nó kiểu là vừa màu hồng mà vừa màu vàng. Mày có toilet. Nó không ra được luôn. Nó cứ đi từ đây là nó toang rồi.
Nãy giờ thì mình đang chờ cái con toilet mà nó có cái shield ấy, có cái lá chắn bảo vệ, nhưng mà hình như ấy là ở cái map toilet, cái map này hình như nó không có. Cái map mà Nightmare nó không có, hình như mình phải chơi ở chế độ elite mới có à. Và mình nghĩ nha, cái con này mà cầm đi elite mình nghĩ nó rất là ngon đấy, bởi vì nó có thể thay thế cho cả Green Laser cơ mà. Mình có thể cầm Green Laser ở khúc đầu thôi, còn khúc sau thì mình nghĩ Green Laser là không cần thiết nữa, bởi vì là cái mà Toilet Slowing của nó ấy, ngang ngửa với Green Laser rồi, khả năng làm chậm rất là tốt. Theo như mấy bạn đánh giá thì con này mấy bạn cho bao nhiêu điểm mọi người? Còn mình nha, thì mình sẽ cho Upgrade Titan Cameraman 10 điểm không có nhưng. Cái này đúng là đi với design TV Man nữa thì ta nói chứ, nó mạnh ai mà chịu cho nổi. Còn gì để nói không mọi người, con này á, nó không có khả năng chống stun, có nghĩa là nó vẫn làm cho buồn ngủ. Nhưng mà nãy giờ cái con toilet này nè, nó không có cả cơ hội để bước ra đây để làm cho mấy anh Astro Upgrade Titan Cameraman của mình ngủ mà. Theo như các bạn thì các bạn ý kiến như nào về con này? Mình là 10 điểm nha. Và một bạn may mắn nhất ở trong video này sẽ nhận được cái con Astro Upgrade Titan Cameraman, chắc chắn rồi, quá là mạnh luôn. Không còn gì để nói nữa. Các bạn đừng quên bấm vào nút like video cũng như là đăng ký để trở thành thành viên trên kênh của mình và trả lời cho mình câu hỏi, đó là ở trong trận đấu vừa rồi thì mình đã sử dụng bao nhiêu con Astro Upgrade Titan Cameraman để chơi. Nhớ lại câu trả lời chính xác giúp mình nha. Và đừng quên để lại tên nhân vật của các bạn cũng thật là chính xác, vì nếu mà tên nhân vật sai thì mình sẽ không thể nào mà tặng quà cho các bạn được đâu. Bây giờ thì cảm ơn mọi người đã coi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nè. Chúc cho mọi người có một tuần thật là vui vẻ nha. Bye bye cả nhà.